Với 479 mắt camera truyền thông tin trực tiếp từ trung tâm giám sát hình ảnh như thế này, tình hình an ninh trật tự sẽ được các camera tích hợp cho phép truy xuất hình ảnh từ các camera theo khu vực và địa chỉ cụ thể để cảnh báo, từ đó phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc đang hoặc có khả năng xảy ra gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Hệ thống này cũng giúp lực lượng trực ban nắm rõ thông tin từ hiện trường, từ đó lực lượng chức năng truy xuất hình ảnh, các tình huống hỗ trợ công tác điều tra, thu thập chứng cứ, theo dõi đường đi, hướng di chuyển của các đối tượng, giúp lực lượng công an nắm bắt tình hình, biển số xe hoặc nhận dạng đối tượng để kịp thời giải quyết vụ việc. Hình ảnh dữ liệu sẽ được lưu trữ từ 15 đến 20 ngày, chi phí lắp đặt dự án giai đoạn 1 là hơn 9 tỷ đồng. Quận cũng đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 của dự án. Quận 9 có vị trí địa lý rất quan trọng, nằm ở cửa ngõ đông bắc của thành phố, có khu công nghệ cao, là một trong ba quận được chọn để xây dựng khu đô thị sáng tạo, năng động phía đông của thành phố. Vì vậy, việc hình thành trung tâm camera là một trong những bước để phát triển đô thị thông minh. Trước đó, tại quận 12 và quận 1 cũng đã có trung tâm camera để phục vụ kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn và xử phạt qua camera.